số phụ kiện như vòng cổ được làm từ hạt hoa quả, một chiếc mũ được làm từ lông vũ. Bộ trang phục này thường được mặc vào các ngày hội truyền thống của dân tộc Tây Nguyên, thể hiện khát vọng về hạnh phúc sum vầy và cuộc sống ấm no. Chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh đến trường tập thể lớp 10A6. Đó là hai bạn Đàm Thị Thu Uyên và Nguyễn Tuấn Anh. Đến với cuộc thi lễ hội hóa trang lớp 10A6 xin gửi đến bộ trang phục mang tên Cà phê yêu thương. Nguyên liệu chủ yếu từ lá và hoa của cây cà phê, một cây công nghiệp đã gắn bó với mảnh đất Đỏ Ba Giang, Trù Phú và con người Chư Sê. Cách làm rất đơn giản, nguyên vật liệu dễ kiếm, chỉ cần một ít lá, hạt cà phê, keo nến và áo mưa, tiện lợi là có được một bộ trang phục cho nam và một chiếc váy dễ thương cho nữ. Điểm đặc biệt của bộ trang phục là vòng đeo tay, vòng cổ của bạn nữ được làm bằng những hạt cà phê chín. Chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi thí sinh đến từ tập thể lớp 10A1, đó là Trương Vĩnh Thuận và Ngô Mỹ Huyền. Để tù trưởng kêu gọi dân làng trong những ngày lễ hội. Chiếc quần được làm từ những lá cỏ đan kết lại. Bộ trang phục của vợ tù trưởng được làm từ chất liệu bao bố, cũng không kém phần giản dị khéo léo. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh đến từ tập thể lớp 10A8. Đó là bạn Nguyễn Văn Việt và bạn Sophie Juni với bộ trang phục mang tên Giả Quỳ Trên Nương. Đây chính là bộ trang phục đặc trưng của dân tộc Tây Nguyên thời xưa. Bộ trang phục gợi lại cho chúng ta hình ảnh của những cô gái Pana, ED, duyên dáng, đi nương rẫy, hay những chàng trai da rai mạnh mẽ đi săn thú trong rừng. Bộ trang phục này được làm từ những nguyên liệu có sẵn xung quanh chúng ta như lá cây, cỏ, dây lấy từ thân cây. Cỏ và lá sẽ dùng dây đan để tạo thành quần và áo. Điểm nhấn nho nhỏ cho bộ trang phục bằng những chiếc vòng cổ, vòng tay, chiếc mũ cũng được tạo thành từ lá cây và cỏ. Chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh đến từ tập thể lớp 11A3 là Đỗ Thị Hồng và Phan Quyết Thắng. Đến với lễ hội hóa trang Tây Nguyên lớp 11A3 mang đến bộ trang phục cà phê xanh rất bắt mắt. Bộ trang phục sử dụng nhiều chất liệu khác nhau nhưng chủ đạo vẫn là cây cà phê. Trang phục nữ được kết bằng những chiếc lá cà phê, hạt cà phê tạo thành vòng cổ và vòng tay. Ngoài ra bộ trang phục còn được tô thắm bởi những bông giả quỳ trở nên rất sinh động. Trang phục của bạn nam được làm từ bìa cắt tông trắng tạo thành tắc cà phê ấm nóng. Xung quanh có các thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam như Nescafe, Vina Cà Phê, Highland Coffee và Trung Nguyên. Thông qua trang phục này, lớp 11A3 xin gửi đến thông điệp yêu lắm hạt cà phê. Kính thưa quý vị, kính thưa chương trình, chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh đến từ tập thể lớp 11A6 với bộ trang phục mang tên Nét Đẹp Người Mạ. Trên vùng đất Tây Nguyên có rất nhiều dân tộc chung sống, nhiều nhất là người Kinh, Gia Rai, Ede, Pana, vân vân, trong đó có một số thành phần là người Mạ. Trang phục hóa trang của chúng em được lấy từ ý tưởng về trang phục truyền thống của người Mạ. Trang phục của lớp chúng em được làm từ bao bố là chủ yếu. Trên trang phục này, chúng em làm các văn hoa bằng phụ kiện như vải, các lọ lá, các đường chỉ đầy màu sắc.
ở trang phục người Mạ, mỗi thứ đều có ý nghĩa riêng biệt và cách phối màu đến hoa văn. Ví dụ như màu xanh là màu của đất, màu vàng là màu của ánh sáng. Đó là sự kết hợp hài hòa của con người và thiên nhiên. Bộ trang phục cho thấy sự đoàn kết và mạnh mẽ của dân tộc. Chúng ta cùng chào đón cặp đôi thí sinh tiếp theo đến từ tập thể lớp 11A7 là Siêu Alin và Rân An Tiến trong bộ trang phục mang tên Tây Nguyên Xanh, với niềm thiết tha mong muốn có được trang phục thân thiện với môi trường làm từ những chất liệu dễ phân hủy. Tập thể lớp 11A7 xin gửi đến đêm hội một bộ trang phục rất gần gũi, rất thân thiện với môi trường. Trang phục làm từ các loại cây quen thuộc từ vườn nhà như hành, cà chua, lá cau, lá dừa, cây phát tài. Tất cả những thứ ấy kết hợp tạo thành bộ trang phục vừa xanh, vừa đẹp mắt, lại vừa mang dấu ấn của một nền văn hóa cồng chiêng. Hy vọng thông qua bộ trang phục này, lớp 11A7 có thể truyền tải thông điệp về một cuộc sống không rác thải nhựa.